Nhà đường nhựa mà phía trước á, nó có cái view kinh vậy, nó cũng rất là đẹp nha anh chị. Nên anh chị thấy ha, nước này nước chảy đồ này kia thông thoáng cho nên rất là sạch sẽ nha anh chị. Ở đây á, thì điện nước và wifi đều có đầy đủ, cho nên vấn đề điện nước wifi thì anh chị mình cũng an tâm. Được cái là đường nhựa ô tô anh chị chạy vào thoải mái à. Được cái đây mình ra tới quốc lộ 1A đâu đó tầm khoảng hơn một cây số một tí là tới nha anh chị. Và cái địa chỉ ngôi nhà mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay cũng thuộc về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đó là cái ngôi nhà này nè anh chị. Tổng diện tích của mình là 338,4 m² nha anh chị. Tính từ ngay mí đó nha anh chị, mình đo ngang qua là 11,40 m, phía sau hậu mình cũng vậy nha. Và chiều sâu cạnh bên đây đi sâu vào là 28 m, nói chung là hơn 28 m. Còn cạnh bên đây đi sâu vào cũng hơn 31 m, cho nên nó ra tổng diện tích là 338 m². Ở bên trong mình có một cái ngôi nhà. Nhưng mà trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về đường huyện lộ. Khoảng cách từ đây mình lên huyện lộ thì đâu đó tầm khoảng chỉ có mấy trăm mét là tới anh chị. Ra đó anh chị rẽ về một hướng thì về quốc lộ 1A là khoảng hơn một cây số, còn một hướng là rẽ về ủy ban dân xã Long Hưng thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng 1,8 km là tới ngay ủy ban dân xã Long Hưng nha anh chị. Nhưng mà được cái trường học mình thì cũng gần đây, cho nên ở đây thì sau này anh chị có con nhỏ cho đi học thì cũng sát bên. Được cái đây mình vô quốc lộ 1A thì chưa đầy hơn một cây số một tí, chưa được một cây rưỡi nha anh chị, tầm khoảng cây hai số à. Ở đây thì mình có cái cảnh view sông vậy nè, như em giới thiệu hồi đầu á, nó cũng rất là đẹp luôn. Và cái đường này thì mình đi thông lên đó, như em nãy em nói, rẽ ra một hướng về quốc lộ 1A, một hướng thì anh chị ra đường ủy ban xã. Nhưng mà sát đây có một cái đường mình đi thông về quốc lộ 1A rất là gần luôn. Còn cái hướng ngược lại nè, hướng này anh chị đi thông về đường huyện lộ 35 đi về thành phố Mỹ Tho luôn. Nhưng mà đến chút em lên định vị Google Maps khoảng cách về thành phố Mỹ Tho cho anh chị mình tiện tham khảo, cho nó cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Và cái vị trí ngôi nhà là ngôi nhà này, như nãy em giới thiệu rồi, ngang qua là 11,40 m, phía sau hậu mình 11,40 m luôn, chiều sâu cạnh bên đây 28 m gần gửi, cạnh bên kia là 31 m cũng gửi luôn, cho nên nó ra tổng diện tích là 338,4 m². Bên trong mình có ngôi nhà nha, giá cũng cực kỳ mềm luôn. Nhà đường nhựa mà giá hiện tại chủ gái em bán chỉ có 1 tỷ 100 triệu à anh chị ơi. Đường này xe ô tô anh chị chạy vào thoải mái nha. Ở đây là đất nền thôi. Bây giờ thì thử tính đi, anh chị tính đi. Nội đây không, tính ra mảnh nhà, cái ngôi nhà này, tính đất thì chỉ có 100 triệu mét ngang mà đường nhựa à. Mà chưa tính ngôi nhà nữa. Còn bên kia người ta bán mấy lô kìa, có 5 mét à. Cũng kêu 500 mấy triệu, 600 triệu rồi. Này giá ngợp nha anh chị. Trước khi bước vào bên trong thì em sẽ xây về hướng mặt tiền cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới ngay chỗ trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 16 phút, khoảng cách là chỉ có 9,5 km là tới à. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận. Tới ngay vị trí cầu Mỹ Thuận thì thời gian đi là 59 km. Khoảng cách là 1 giờ nha. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, bến xe miền Tây, anh chị về tới đây thời gian đi là 1 giờ 14 phút, khoảng cách là 62 km. Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn nha. Nói chung là nhà mà thì phía trước sân đồ mặt bằng là mình đã có sẵn rồi. Rồi thành ra có hàng rào nữa, mà xung quanh hai bên đều có nhà nữa. Vị trí này cũng rất là đẹp luôn. Anh chị thấy đây ha. Cho anh chị nào mà về đây để xây nhà, tìm nhà ở mà đường nhựa, đây có cái chỗ để sau này ô tô anh chị đậu vô luôn. Ngay cái vị trí này sau này anh chị về ha, mình làm ngoài trước cái
cổng gào như bên đó ha. Rồi mình làm một cái cổng lên cho nó đẹp. Thì căn này đẹp tuyệt vời luôn nè. Nè. Đây, anh chị thấy đây. Đây là bên trong của cái ngôi nhà mình. Chưa có la phong nha anh chị. Nhà thì cũng đã có lót gạch, rồi ốp gạch lên rồi. Ở trên thì chưa đóng la phong. Tên là Tôn. Cửa là cửa sắt có gắn kiếng nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí địa chỉ là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ dẫn anh chị mình xem cái ngôi nhà này, được anh chị gặp chủ ha. Có thể nói chuyện với chủ anh chị mua căn này nha. Vị trí này cũng đẹp anh chị. Bên trong mình thì không có ốp gạch nha, ốp bên ngoài à. Nhà này á mà anh chị về ha, anh chị có thể là cạo sơn này ra, anh chị ốp gạch lên đâu đó tầm khoảng 1m8 à, lên là nhìn thấy ngôi nhà nó sáng nó đẹp luôn anh chị. Tại vì ở đây á đường nhựa mà giá 1 tỷ 100 triệu cho tổng diện tích 338m2 này, em thấy nó cũng phù hợp luôn anh chị ơi. Ở tên này á, thì mình đóng la phong lên là nhìn ngôi nhà nó sáng nó đẹp à. Giờ nổi đường nhựa ta bán nền là nhiều hơn nền rồi, mà đa phần á, là chỉ có 5m à, còn nhà mình được tới 11m mấy lận, 11m40 nha anh chị. Cho nên căn này em thấy đẹp lắm. Anh chị nào mà có cần tìm nhà tại khu vực Tiền Giang thì anh chị cũng nên xem hết cái video này. Đó, đây là cái không gian nhà phía sau nữa nè, cũng rất là rộng rãi luôn. Đó, anh chị thấy đây ha. Đây là mình có toilet ở trong nhà nè, toilet nhà tắm trong nhà luôn. Đó, và phía bên đây, phía bên hông của mình còn một khoảng này nữa nè. Đó, và ngoài sau mình còn thêm một cái ngoài sau nữa nha anh chị. Đó, anh chị thấy đây, đây là ngoài sau của tấm tường luôn nè. Đây là để ăn uống đồ ngoài sau, nấu ăn đồ ngoài sau này cũng được nữa nè. Đó, ngay đây thì có sàn nước. Còn vấn đề thoát nước anh chị mình an tâm nha. Phía trước mình có cái view sông luôn rồi. View đó view kinh anh chị ơi. View kinh cũng to. Đây có thêm một cái toilet nhà tắm nữa nè. Ở phía ngoài của cái ngôi nhà mình có đường đi thẳng ra phía trước luôn. Thì anh chị nào mà cần tìm nhà vườn tại khu vực Tiền Giang hoặc là nhà đường nhựa tại Tiền Giang thì anh chị cũng có thể liên hệ cho em để về xem nha. Em ngoài những cái căn này ra còn nhiều căn khác nữa nha anh chị. Ngay chỗ khu vực cửa đi nè, rất là rộng rãi luôn. Sau này anh chị mua cái bộ salon anh chị để chỗ này. Đó, rất là đẹp. Ngồi nhìn ra đường nhựa, xe chạy qua lại tấp nập cũng rất là vui luôn. Đó, bên đây là cái tiền chế để sau này mình có ô tô, mình đậu ô tô đây cũng được. Nhưng mà như em nói hồi đầu, mình làm cái cổng ngoài phía trước nữa là nó sẽ đẹp nha anh chị. Cổng rồi có hàng rào luôn thì nó sẽ đẹp. Đó ha, anh chị thấy tổng quan rồi đó. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Ở đây á, là còn một khoảng trống không gian này, sau này anh chị đậu ô tô đây nè. Em xin nhắc lại nha, ngang diện tích của mình là 11m40 và phía sau hậu mình cũng 11m40 luôn. Hai cạnh đi sâu vào, một cạnh 28m mấy, một cạnh là 31m mấy, tổng diện tích là 338m2. Cây lâu năm của mình, cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị, nhưng mà chủ sẽ hỗ trợ lên thổ cư cho anh chị mình. Cây lâu năm chưa có thổ cư, giá chủ gửi em bán là 1 tỷ 100 triệu, chủ sẽ hỗ trợ lên thổ cư. Tiền thổ cư thì anh chị mình chịu nha. Thì chủ bán nhà này cây lâu năm, nhưng mà phải lên thổ cư thì mới sang tên chuyển nhượng được nha anh chị. Nhưng mà chủ sẽ hỗ trợ vấn đề gì pháp lý cho anh chị mình. Diện tích cái ngôi nhà của mình thì đâu đó tầm khoảng chừng hơn 100m2, khoảng 120m2 thì mình lên khoảng 120m2 thổ cư nha. Đo diện tích mình ngôi nhà bao nhiêu thì mình lên thổ cư bấy nhiêu. Rồi anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà địa chỉ thuộc xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho mình xem hoặc kết bạn Zalo với em, số đó em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất ngôi nhà chi tiết cụ thể cho anh chị mình xem. Đây thì như em nói hồi đầu, đây là anh chị xây cái gào lên giống như cái gào bên đó nó đẹp á. Rồi anh chị dựng lên, ngay đây anh chị làm một cái cổng, cổng bên đây đi, nó lệch bên đây chút, làm cái cổng bên đây
à, ha. Và xe ô tô anh chị chạy vào đây là thoải mái luôn. Được cái mình ra quốc lộ 1A chưa đầy mà chưa đầy một cây rưỡi số nha anh chị, đâu đó tầm khoảng cứng cây số một tí xíu, tầm khoảng cây 2 à. Đó, nếu mình đi lên đường quyền lộ đi vô thì khoảng cây 2, chứ em nghĩ ngay chỗ cái đường bên đây đi thẳng vô là không tới cây 2 đâu nha anh chị. Được cái view phía trước là của mình luôn, thành ra anh chị mình vấn đề nước ra vô tưới tiêu đồ, ví dụ như anh chị tầm kiển ở đây á thì mình tưới tiêu đồ cũng thuận tiện rồi. Đó, đây ha, đây miếng này của mình nha, miếng này không có trong sổ của mình, cái này của nhà nước, nhưng mà phía trước của mình thì mình được sử dụng nha anh chị. Đó, đường xá thì thông thống hết trơn à. Đó, em quay một vòng cho anh chị mình xem luôn đó. Đây, ngôi nhà cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, nhà chủ xây chủ ở nhưng mà chủ kẹt rồi, giờ cần bán nha anh chị. Còn anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho mình xem nha. Còn bây giờ thì mình xem cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ.